Bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Hoàng Long kính chào quý vị. Hàng loạt quan chức cao cấp, tướng quân đội bị xem xét kỷ luật liên quan tới vụ Việt Á. Việt Nam công bố báo cáo thực hiện khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tổng bí thư Việt Nam và Thủ tướng Đức điện đàm đề cập đến chiến sự ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Hàng loạt quan chức cao cấp và tướng lĩnh quân đội Việt Nam vừa bị cơ quan kiểm tra của Đảng Cộng sản phát hiện có vi phạm liên quan tới vụ bê bối nâng giá bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất. Truyền thông trong nước dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 31 tháng 3 cho biết, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, có dấu hiệu vi phạm do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra trong việc thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y. Cùng với cáo buộc tương tự, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cho là có vi phạm trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá đối với sản phẩm này. Từ đầu năm 2020, truyền thông Việt Nam loan tin rằng các sản phẩm bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á và Học viện Quân y, hai đơn vị được Bộ Khoa học Công nghệ do ông Chu Ngọc Anh lãnh đạo giao phối hợp nghiên cứu sản xuất, được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công ty này sau đó bị cáo buộc đã nâng giá sản phẩm quá cao giữa lúc nguồn cung dụng cụ xét nghiệm do các tỉnh thành ở Việt Nam rất khan hiếm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y do sai phạm trong vụ Việt Á. Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết. Cũng theo thông báo, quyết định khai trừ ra khỏi đảng được đưa ra đối với một thượng tá và một đại tá. Ngoài ra, hàng loạt các quan chức khác bị áp dụng các hình thức cảnh cáo và khiển trách. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz ngày 31 tháng 3 đã điện đàm trao đổi về nhiều chủ đề, bao gồm cả tình hình chiến sự ở Ukraine, theo Thông tấn xã Việt Nam và thông cáo của Chính phủ Liên bang Đức. Ông Trọng đã đề nghị nhà lãnh đạo Đức nâng cao hợp tác giữa hai nước về đầu tư, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, quốc phòng, an ninh lên tầm cao mới, thực sự đúng tầm quan hệ đối tác chiến lược, theo Thông tấn xã Việt Nam. Người phát ngôn của Chính phủ Liên bang Đức Stefan Haberstreit cho biết, ngoài trao đổi về quan hệ đối tác song phương và quan hệ kinh tế, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về hợp tác bảo vệ khí hậu và năng lượng, cũng như các vấn đề quốc tế bao gồm chiến sự ở Ukraine. Thông tấn xã Việt Nam nói Thủ tướng Scholz nêu quan điểm của Đức về tình hình ở Ukraine và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đáp lại rằng chủ trương nhất quán của Việt Nam là tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Ông Trọng cũng được nói mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt chiến sự. Cũng như hầu hết các quốc gia phương Tây khác, Đức ủng hộ Ukraine và lên án cuộc xâm lược của Nga nhắm vào nước này. Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc lên án cuộc xâm lược của Nga, yêu cầu Moscow rút quân ra khỏi Ukraine và lên án Nga gây ra thảm họa nhân đạo ở Ukraine. Tin tức cho biết trong phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đóng góp cho hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc với Ukraine. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thấy có lời kêu gọi nào về quyên góp trong hỗ trợ nhân đạo này. Mọi người dân đều ủng hộ, nhưng mà cái cách ủng hộ như thế nào, cái cách truyền thông của mình như thế nào, đó, để người dân người ta hiểu được và cái nơi nào là nhận để cho nó tới nơi tới chốn, tới người dân Ukraine rồi các nước khác đều là hỗ trợ Việt Nam mình trong chiến tranh. Thì bây giờ là mình sẽ ủng hộ lại cho cái bên yếu thế hơn, bên chính nghĩa và yếu thế hơn. Đó là lương tâm của dân tộc Việt Nam nói vậy. Thường khi cần hỗ trợ nhân đạo thì các tổ chức hội đoàn sẽ phát lời kêu gọi và đứng ra tổ chức quyên góp.
chưa nghe cái Việt Nam nói đi hỗ trợ gì hết. Chưa nghe Việt Nam hỗ trợ gì hết. Chờ nghe thì chúng tôi cũng sẵn sàng vì ai là cùng một người thôi, nhưng mà chiến tranh là khổ hết. Thì mình ăn một miếng nhìn miếng để mà hỗ trợ cho người dân bạn bè trên Nam Châu này thì cái đó là tụi tôi rất đồng tình. Dù ngày này ăn trăm thì thôi, mình nhìn 20 để hỗ trợ cái tiền đó cho người dân người ta bên đang bị chiến tranh thì mình nên làm được việc đó là tốt thôi, chứ cái đó là tâm của con người mà đâu phải là chuyện giỡn gì đâu. Theo dõi tin tức về chiến sự kéo dài, có ý kiến là kể khi hòa đàm thành công thì vẫn cần đến chuyện hỗ trợ. Sắp tới nếu như mà hòa bình thì mình vẫn được quyền hỗ trợ để khắc phục các hậu quả của bên chiến tranh đã để lại cho người dân vẫn được. Đất nước Việt Nam mình có thể hỗ trợ được nhiều thứ như là các nhu yếu phẩm, quần áo, đồ may mặc, hoặc là y tế, dụng cụ học tập, hoặc là thức ăn cũng được, và có thể hỗ trợ tiền bạc cũng được nữa. Pháp luật Việt Nam quy định Hội Chữ Thập Đỏ tham gia hoạt động cứu trợ quốc tế trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế. Việc hỗ trợ nhân đạo này, theo ý kiến của một người dân, thì còn cần cả lúc đất nước Ukraine tái thiết sau chiến tranh. Mình nghĩ là bây giờ cái mối quan hệ giao thương quốc tế nó rất là chằng chịt với nhau, rộng rãi. Ngay cả Ukraine, cả 10.000 người Việt Nam mình, đó bây giờ họ cũng bỏ chạy tứ tán rồi. Thì nay mai là nhà nước mình cũng có trách nhiệm là hỗ trợ những cái người Việt Kiều mình đó, để mà tái thiết lại cái cuộc sống của họ. Thì cũng là, mà họ là ở Ukraine thì không phải là mình giúp cho người của mình, là giúp cho đất nước Ukraine. Rõ ràng là vậy thôi. Giờ nếu Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát lời kêu gọi quyên góp cho hỗ trợ nhân đạo Ukraine, sẽ có nhiều người hưởng ứng. Cái đó nhà nước giờ quy định qua Hội Thập Đỏ, qua nhà nước, hoặc qua chỗ nào đó để đi qua tới Ukraine mà hỗ trợ cho người ta. Thì khuyên góp người dân, hoặc bắt người dân này đóng xin người dân một người 50-30 hoặc bao nhiêu là cái đó tùy hào tâm của người dân. Thì cái đó là chủ là đồng ý rồi. Nếu nhà nước làm được chứ là chủ rất hoan nghênh. Dưới góc nhìn của giới trẻ thì việc hỗ trợ nhân đạo này cần phát động cả trong trường học để cùng chia sẻ cộng đồng. Mình nghĩ nhà trường nên cho những người để cho những sinh viên mà có khả năng và có lòng tốt để quyên góp giúp đỡ vào những người dân bên Ukraine. Thì chiến tranh mà người dân là người khổ nhất, nên vậy là mình nghĩ là nên cho những người mà có khả năng và cũng có cái tấm lòng. Yeah. Với người dân thì bao đời nay họ vẫn hiểu chiến tranh là mất mát, nên luôn sẵn lòng sẻ chia với tâm thế lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 31 tháng 3 công bố báo cáo tự nguyện giữa kỳ về việc thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, gọi tắt là UPR, chu kỳ thứ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và thông báo về việc tự ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng này cho nhiệm kỳ 2023-2025. Tại buổi công bố báo cáo, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nói rằng báo cáo cung cấp một bức tranh tốt về việc chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết nghiêm túc như thế nào đối với quy trình UPR và cam kết thực hiện các khuyến nghị. Trong số 291 khuyến nghị nhận được từ 122 nước trong chu kỳ 3, Việt Nam chấp thuận 241 khuyến nghị. Việt Nam lâu nay vẫn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế chỉ trích về việc trấn áp nhân quyền, đặc biệt là các quyền liên quan đến tự do về chính trị, tôn giáo, ngôn luận. Trong báo cáo về tình hình nhân quyền của các quốc gia trên thế giới được công bố hồi tháng 1, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói chính phủ Việt Nam đã trừng phạt một cách có hệ thống những nhà hoạt động thách thức tình trạng cai trị độc quyền của Đảng Cộng sản. Báo cáo nói năm ngoái, trong khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, chính quyền Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 63 người vì đã bày tỏ quan điểm hoặc tham gia vào các nhóm bị coi là thù địch với chính phủ. Nhiều người bị xử phạt án tù lâu năm sau các phiên tòa bất công, tổ chức này nói. Trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ khi người Pháp rút khỏi Đà Lạt, đến nay, di sản đô thị thời Pháp thuộc vẫn được bảo lưu của một kiến trúc bản địa góp phần làm nên diện mạo của Đà Lạt.
Thành phố này cũng có thêm nhiều thể loại kiến trúc mới, không khác các đô thị lớn, với những ý kiến khen chơi đa chiều. Chung là Đà Lạt đã ảnh hưởng Pháp thuộc nhiều. Vì hồi xưa mà ông Giặc Sen ông tìm ra Đà Lạt đó, thật sự Đà Lạt có cái kiến trúc riêng. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như trước mặt cháu đây nè, một cái villa tên Đà Lạt này nè, là năm 1932 anh nè. Cái nhà thờ con gà đây nè, năm bốn mươi đó. Thành thử ra nói chung ra đó là Đà Lạt nó có cái kiến trúc riêng của nó. Nếu mà ai muốn hoài cổ thì đến Đà Lạt. Đó là một Đà Lạt với các tòa biệt thự được quy hoạch theo sát đường đồng mức để bám lấy địa hình mà không phải phá hủy nó. Do lấy thiên nhiên làm nền, làm không gian chính của cảnh quan, nên người Pháp đã khống chế phạm vi xây dựng ở mật độ rất thấp so với diện tích phân lô rất lớn. Lúc nào nhà thì phải có vườn, thông thoáng để nói chung là nói Đà Lạt đó gọi là Đà Lạt trong rừng, phố trong rừng và rừng trong phố. Bây giờ đô thị hóa thì xi măng hóa rồi, những con đường nó xi măng bị xi măng hóa rồi. Đâu còn hoa nữa, có một số ít hoa thôi, chứ còn ngày xưa đó, cách đây 6-70 năm về trước á, nói đúng là thành phố hoa, đi đâu cũng gặp hoa, chỗ nào hoa mà cũng được, còn bây giờ thì hết rồi. Sở dĩ nói bây giờ thì hết rồi, vì thời đó xây dựng rất chú trọng sự hòa nhập của công trình kiến trúc vào thiên nhiên, với địa hình và rừng thông được giữ hầu như nguyên vẹn. Còn giờ là sự thịnh hành của nhà chi lô, tỷ lệ bê tông hóa cao đang làm giảm đi giá trị kiến trúc cảnh quan Đà Lạt. Trước kia ở Đà Lạt á, thì những cái chỗ mà biệt thự của Pháp rồi đó là như trên đường Pasteur, Lê Hồng Phong rồi đó, là lúc trước á là cái khu đó là khu mà để giữ cho người Pháp ở thôi. Tức là hồi đó nó gọi là cái Villa de la Rose, là hoa hồng á, là cái còn đồ sau này á là nhà cửa đó, rồi bố trí cho mấy người ở rồi hết rồi đó. Tại ra là cái villa của người ta đó là nó là một cái nhà rồi ở dưới là một cái khu vườn đất rộng trồng hoa trồng cỏ để mà đi bộ đi chơi đó, là những cái villa của Pháp hồi còn lại đó. Có ý kiến cho rằng tác động bởi đô thị hóa ít nhiều làm hỏng chất lượng không gian và thẩm mỹ của công trình di sản. Kiến trúc của Pháp thì mình nên giữ, nhưng mà bây giờ nhà nước thì chính quyền địa phương thì người ta cũng sửa sang lại những cái kiến trúc xưa để còn giữ lại cái hồn của Đà Lạt ngày xưa đó. Còn bây giờ nếu trồng hoa trồng ấy rồi, những cái mà trồng lim á, trồng rau cỏ, đến nhà lòng nên đưa xa thành phố ra tí nữa thì tốt hơn. Cả hai cụ ông là cư dân cố cựu của Đà Lạt được ghi nhận ý kiến trong phóng sự này đều chung đề xuất rằng việc bảo tồn di sản đô thị và thích ứng hóa các giá trị của di sản trong phát triển, đó chính là chìa khóa để giữ hồn cốt Đà Lạt. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Bây giờ là phần tin thế giới. Điện Kremlin ngày 1 tháng 4 nói, cuộc tấn công của Ukraine vào một kho xăng tại thành phố Belgorod của Nga không tạo cơ hội thuận lợi để tiếp tục các cuộc hòa đàm với Kiev. Nga cáo buộc Ukraine ngày 1 tháng 4 tấn công kho xăng, nhưng nhà cầm quyền Ukraine không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Trả lời phóng viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, nhà chức trách làm mọi việc để tái tổ chức chuỗi cung cấp xăng dầu và tránh gián đoạn cung cấp năng lượng tại Belgorod. Sáng ngày 1 tháng 4, một giới chức Nga nói, hai máy bay trực thăng Ukraine bắn vào một kho xăng tại Belgorod, lần đầu tiên cáo buộc Ukraine không kích trên đất Nga kể từ khi Moscow gửi quân vào Ukraine vào cuối tháng 2. Ông Peskov cũng nói với phóng viên
là Moscow không gửi tân binh quân dịch đến Ukraine. Một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh, ra lệnh cho 134.500 tân binh quân dịch nhập ngũ trong khuôn khổ lệnh động viên mùa xuân hàng năm. Vấn đề tân binh quân dịch liên hệ đến chiến dịch quân sự của Nga với Ukraine có tính nhạy cảm cao. Vào ngày 9 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công nhận là một số đã được gửi đến Ukraine sau khi ông Putin tuyên bố trong nhiều dịp khác nhau rằng chỉ có sĩ quan và binh sĩ nhà nghề mới được điều đi. Điện Kremlin cũng nói đã giải thích tình hình Ukraine với diễn viên Pháp Georges Dupadieu khi ông này vào ngày 31 tháng 3 mô tả Tổng thống Vladimir Putin là điên rồ, thái quá, không thể chấp nhận được. Ông Dupadieu nhận quốc tịch Nga vào năm 2013, đã ca ngợi ông Putin trong quá khứ, nói với hãng tin AFP ngày 31 tháng 3 rằng người dân Nga không chịu trách nhiệm về sự điên rồ, thái quá, không thể chấp nhận được của những nhà lãnh đạo như ông Vladimir Putin. Nga sẽ gia tăng việc dùng các đồng tiền khác như đồng rupee của Ấn Độ trong thương mại quốc tế, theo lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói ngày 1 tháng 4. Ông Lavrov trong chuyến đi thăm New Delhi 2 ngày nói Moscow sẵn sàng thảo luận với Ấn Độ về việc mua bất cứ sản phẩm nào của Nga. Ông nói với phóng viên rằng chúng tôi là bạn bè. Ông Lavrov thăm Ấn Độ với nhiệm vụ tìm sự ủng hộ từ một nhà nước mà Nga từ lâu xem như một đồng minh. Chuyến đi diễn ra chỉ một ngày sau khi giới chức Mỹ và Anh áp lực Ấn Độ yêu cầu tránh phá hoại hệ thống tài chính căn cứ trên đồng đô la và những chế tài đối với Nga khi nước này xâm lược Ukraine hôm 24 tháng 2 năm nay. Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước lớn duy nhất không lên án điều mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Sau khi ông Lavrov thăm Trung Quốc trong tuần này, Bắc Kinh nói quyết tâm hơn trong việc phát triển các quan hệ song phương với Nga. Hội chữ thập đỏ quốc tế ICRC phái nhân viên đến thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây của Ukraine và hy vọng việc di tản hàng ngàn thường dân có thể bắt đầu vào ngày 1 tháng 4, theo một phát ngôn viên nói tại một cuộc họp báo. ICRC có một toán gồm 3 xe và 9 nhân viên hiện đang từ Zaporizhia đến Mariupol để giúp đảm bảo hành lang nhân đạo an toàn. Có nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi chưa có đầy đủ chi tiết để đảm bảo việc này diễn ra một cách an toàn hôm nay, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Tuy nhiên, cơ quan không được phép mang theo viện trợ nhân đạo cùng đoàn xe. Xe lên đường, không có thuốc men và những vật phẩm khác như dự trù. Ông Watson nói thêm, nhưng không cho biết chi tiết. Toán chữ thập đỏ có kế hoạch dẫn đầu một đoàn xe gồm 54 xe buýt của Ukraine và một số xe tư nhân không rõ số lượng ra khỏi thành phố. Nơi đến chưa được quyết định, nhưng sẽ ở bên trong Ukraine, vẫn theo lời ông Watson. Mariupol bị bao vây kể từ những ngày đầu của cuộc xâm lược Ukraine, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Những nỗ lực trước đây của các cơ quan cứu trợ đảm bảo tiếp cận đều thất bại. Thị trưởng Mariupol nói trong tuần này có đến 170.000 cư dân bị kẹt, không có điện và các vật phẩm khan hiếm dần, trong khi Tòa án Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang điều tra về phúc trình những hố chôn người tập thể. Với gần 300.000 người tị nạn từ Ukraine đăng ký tại Đức tính đến ngày 1 tháng 4, một số phải nhờ tới sự trợ giúp từ các ngân hàng thực phẩm. Một viên chức từ thiện phụ trách phân phối thực phẩm tại một ngân hàng thực phẩm, vốn trước đây là một nhà thờ ở Berlin, nói họ đang nỗ lực tìm cách đối phó với nhu cầu. Chúng tôi không phải là siêu thị. Mỗi tuần chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi nhận được và việc này phải đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng phân phát hết sức để mỗi người có được chút ít. Trước đây trong tuần, Đức kêu gọi phân bổ đồng đều người tị nạn Ukraine tại Liên hiệp châu Âu sau khi khoảng 3,8 triệu người chạy khỏi Ukraine do cuộc chiến của Vladimir Putin. Kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2, giao tranh đã khiến cho hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và buộc gần 4 triệu người thoát khỏi Ukraine trong cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, theo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Lao động Đức Hubertus Heil nói rằng, mặc dù người tị nạn chủ yếu không được xem là người lao động, nhưng việc giúp họ tiếp cận một cách hợp pháp thị trường lao động cũng là chuyện hợp lý. Các giới chức EU nói sẽ không có hạn ngạch bắt buộc cho những người tị nạn được nhận vào mỗi nước, một chính sách từng gây tranh cãi kịch liệt vào thời điểm gia tăng di dân mạnh mẽ của khối trước đây trong những năm 2015-2016.
Khi một tên lửa bắn trúng một trong những tòa chung cư tại thành phố Mariupol đang bị bao vây ở Ukraine hồi đầu tháng 3, em Karina Ivashenko, 14 tuổi, và gia đình đang ẩn núp dưới tầng hầm. Ivashenko lấy ra một cây bút và một cuốn sổ, dùng nghệ thuật để vượt qua giai đoạn khó khăn. Cháu vẽ sự sợ hãi của cháu. Cháu sợ chiến tranh. Cháu sợ khi họ bắn nhau trên đường phố. Rất đáng sợ. Ở đây rất tối. Không có điện. Nhà cháu phải dùng đèn pin và đèn cầy. Không có nhiều người ở đây. Nhà cháu hầu như ngủ trên sàn nhà trong vài ngày. Mỗi ngày tình trạng càng thêm tồi tệ. Rồi những tiếng nổ lớn bắt đầu, ngay cả trong tầng hầm. Tường bắt đầu rung chuyển. Khi họ bắt đầu bắn vào nhà, trần nhà bắt đầu sập xuống tầng hầm. Súng bắt đầu nổ vào tầng hầm. Rồi một đám cháy lớn bắt đầu trong nhà. Em Ivashenko, mẹ và ông bà em nằm trong số những người thoát khỏi Mariupol và đến được thành phố Krakow của Ba Lan an toàn. Thành phố này đẹp quá. Cháu thực sự thích ở đây, yên tĩnh. Ở đây tốt hơn. Không có tiếng súng, không cần phải vẽ nữa. Jetmi Hiseni là một thanh niên 22 tuổi, người Albania, tình nguyện tham gia chiến đấu tại Ukraine. Anh là nạn nhân trong vụ tấn công bằng tên lửa mới đây của Nga vào căn cứ quân sự Yavoriv, miền Tây nước này, và đã chia sẻ những hình ảnh này với VOA. Quân đội Nga đã tấn công chúng tôi bằng bom, 30 quả bom, và chúng tôi có 35 người thiệt mạng và 134 người bị thương. And 124 persons hurt. Sau vụ tấn công, Hiseni chỉ bị thương nhẹ. Đó mới là ngày thứ ba của Hiseni trên đất Ukraine. Everybody is lost. I can go now. And after everybody... Mọi người đều mất phương hướng. Bây giờ tôi có thể đi đâu bây giờ? Và sau khi đó, mọi người đều chạy ra ngoài, chạy, chạy và chạy. Chúng tôi đã đi vào bunker, bảo vệ bản thân và những người khác. Đó là một thảm họa kinh khủng. Myself and another person. And it's a big, big catastrophe. Hiseni rời căn cứ và vượt biên giới từ Ukraine đến Ba Lan để đưa ra quyết định cho tương lai của mình. I go in my house now. Yeah. Tôi sẽ trở về nhà ngay bây giờ. Chỉ hai ngày sau khi tới nơi, tôi đã chứng kiến 30 lần đánh bom. Tôi chưa sẵn sàng cho điều này. Cựu binh sĩ Colombia, Martin Rios, 27 tuổi, cho biết anh gia nhập quân đội Ukraine với tư cách là một tình nguyện viên giúp bảo vệ người dân nước này. Giống như tất cả những cựu lính chiến khác, đó là niềm khao khát được chiến đấu vì một lý tưởng nào đó. Rios cũng nằm trong số những người sống sót sau vụ tấn công vào căn cứ quân sự Yavoriv. Anh cho biết có 10 người nói tiếng Tây Ban Nha khác trong một đội hình đông đảo gồm những nam nữ tình nguyện viên tới từ khắp nơi trên thế giới. Đó là khi bạn thực sự nhận ra tầm quan trọng của công tác huấn luyện quân sự và kinh nghiệm chiến trường. May mắn là Perez đã có thể thoát ra ngoài. Tôi là một trong những người cuối cùng rời khỏi khu nhà. Và ngay lúc đó tôi cảm nhận được sức ép của quả tên lửa đầu tiên. Tôi bị hất xuống một vũng nước và vài giây sau thì bất tỉnh. Cesar Perez, một tình nguyện viên khác, đã ghi lại những hình ảnh này trong vụ tấn công, mà theo lời của Rios là kéo dài trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia vào một cuộc xung đột, nhưng ở quy mô như thế này thì lại là một thứ gì đó rất khác biệt. Nó khiến bạn phải xem xét lại. Một cựu lính Mỹ nằm trong số những người tình nguyện. Anh ấy đã đến thủ đô của Ukraine để chiến đấu, và giờ thì đang chia sẻ kinh nghiệm của mình. Vì lý do an ninh, anh ấy không muốn lộ mặt. Nếu bạn không có kinh nghiệm chiến đấu, bạn không nên tới đây, bởi nó rất nguy hiểm và bạn có thể gây nguy hiểm cho tất cả những người ở đây nữa. Còn về phần hai người tình nguyện viên đang trên đường trở về nhà, họ cho biết dù muốn giúp đỡ nhiều đến thế nào đi chăng nữa, giờ họ chỉ mong được quay trở về, gặp người thân và gia đình. Tháng 12 năm 2020, Avi Shipman, khi đó mới 17 tuổi,
đã phát triển ứng dụng theo dõi COVID-19, giúp cậu giành được danh hiệu nhân vật của năm tại giải thưởng Webby vào năm 2020. Sau đó, Ivy được nhận vào Harvard để tiếp tục công việc của mình. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, chỉ 4 ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, cậu đã có một ý tưởng khác, một ứng dụng giúp những người tị nạn Ukraine tìm thấy không gian an toàn tiềm năng ở các quốc gia khác nhau. Ứng dụng đã được phát hành vào đầu tháng 3. Lúc đó tôi đang tìm kiếm thông tin về những gì đang thực sự diễn ra, và rồi tôi nhận ra rằng đang có rất nhiều người tị nạn rời quê hương để tới Ba Lan, Đức, Moldova, Hungary. Tuy nhiên, ứng dụng mà họ dùng để tìm kiếm người cho ở nhờ rất kém hiệu quả và không thể đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người tị nạn. Do đó, chàng thanh niên trẻ tuổi này đã tạo ra một trang web đơn giản, trông giống như một bảng thông báo và hoạt động trên mọi loại thiết bị. Người tị nạn có thể nhập vị trí của họ vào ứng dụng và được đối sánh trực tiếp với một chủ nhà trong khu vực, người sẵn sàng cung cấp nhà ở miễn phí. Shipman phát triển ứng dụng với sự giúp đỡ từ một người bạn, Marco Burstein. Tôi được xem những thước phim mà người tị nạn Ukraine ghi lại và đăng lên mạng. Bạn thực sự biết được những gì đang diễn ra ngay lúc này. Và tôi nghĩ rằng nhờ đó mà AV và tôi đã nắm lấy cơ hội để cố gắng giúp đỡ mọi người thông qua thế mạnh công nghệ của mình. Chúng tôi thức suốt 3 ngày liền để xây dựng trang web cả ngày lẫn đêm. Có lẽ chúng tôi chỉ nghỉ có tầm 30 phút cho đầu óc khuây khỏa, nạp thêm năng lượng để tiếp tục làm việc. Ukraine Tech Shelter là cái tên mà hai thanh niên này lựa chọn cho trang web. Chỉ trong vài ngày, hơn 10.000 người trên khắp thế giới đã tình nguyện giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Trong các thông báo mô tả ngắn gọn, mọi người cho biết họ có thể tiếp nhận bao nhiêu người tị nạn, trong thời gian bao lâu, và liệu họ có thể cung cấp bất kỳ hình thức trợ giúp pháp lý hoặc y tế nào ở quốc gia mới hay không. Các thông báo được đăng bằng tiếng Đức, Na Uy, Ba Lan, Pháp và Anh. Nhưng nhờ có công cụ dịch tích hợp, những người tị nạn có thể đọc chúng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Sau khi tìm thấy chủ nhà tiềm năng, những người tị nạn có thể liên hệ với họ thông qua Telegram, Signal hoặc WhatsApp. Mọi thông báo đều có thông tin liên hệ của chủ nhà. Chúng tôi có một cơ chế chống bot để nhằm ngăn chặn việc thu thập thông tin. Chúng tôi có một hệ thống báo cáo chi tiết, nơi người dùng có thể báo cáo các danh sách không phù hợp. Chúng sẽ bị hạ xuống và cuối cùng bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm. Chúng tôi có các hướng dẫn được thiết lập cho người tị nạn để họ có thể đảm bảo rằng chủ nhà là Pháp và người mà họ đang nói chuyện điện thoại là người mà họ sẽ gặp trực tiếp. Chúng tôi thiết kế trang web thực sự với tiêu chí bảo mật và an toàn nhất có thể. Ngay cả khi bạn nắm giữ cơ sở dữ liệu của chúng tôi, không có gì trong đó có thể nhận dạng cá nhân đối với bất kỳ người tị nạn hoặc chủ nhà nào. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ vị trí hiện tại nào, bất kỳ thứ gì tương tự. Kamil Malinowski tới từ Krakow, Ba Lan, đang cố gắng giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Hôm nay tôi có một người mẹ và một cậu bé 15 tuổi. Họ đã không ngủ trong 24 giờ qua và họ chỉ mới vừa tới và ngủ trong phòng khách của tôi lúc này. Có lẽ họ sẽ ngủ luôn cho đến ngày mai. Họ có chuyến bay vào sáng mai. Các nhà phát triển trang web đang tiếp tục cải tiến trang web và hy vọng sẽ bắt đầu thêm vào thông tin về cách có được quy chế tị nạn hợp pháp ở các quốc gia khác nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị truy cập thông tin hàng ngày qua website voatiengviet.com, Facebook và Instagram VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!